Đây đây đây, nó đang, ui chết rồi. Ơi cắn cắn cắn. Chạy rồi chạy rồi chạy rồi. Ê. Quay trở lại với Quay Bên TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem phim con heo, là phim con nhện. Giống ngày trước mình đã có một lần cho các bạn xem phim con rồng rồi, thì bây giờ là phim con nhện. Đó, thì mình có hai con săn con pinh size to ở đây. Con này là ông anh mình chơi bò sát cùng từ thời có Pet Cà Phê cũng khá là lâu rồi. Ông không đưa ông ấy cho mình con săn con pinh size to này, chắc cũng 18-20 rồi đấy. Còn có một con to khác thì có một bạn tặng cho mình cũng lâu lâu rồi. Đó, thì mình có hai con salmon pink cái. Và vừa xong thì mình đã nhận được một con salmon pink đực. Đó. Đây, con này ra móc rồi. Ây da, ây da. Ơi, coi nhiều nhanh nữa. Cái này nếu mà không cho phối nhanh thì nó sẽ dễ kiểu như là nó sẽ chết mất đấy các bạn. Vì là bọn này... Đấy. Thế bọn này, bọn đực này nó chỉ sống được khoảng tầm vài năm thôi và sau đó nó sẽ phối và nó sẽ chết. Ok, đừng bỏ anh cho tao. Đó, thì mình sẽ để đây. Thì mình sẽ quyết định cho nó phối con này. Đó. Đây là Brazilian Salmon Pink các bạn nhé, xuất xứ từ Brazil luôn. Đó, ui dồi, chết chênh sai hơi nhiều thì phải. Kìa kìa, đi đâu? Ngoài. Đấy, đây các bạn có thể thấy đây một con Salmon Pink đực và một con Salmon Pink cái. Đó. Nhưng mà ui, thấy có cảm giác có vẻ lệch sai hơi nhiều nhỉ. Mình đã cố tình, mình đã cho con Salmon Pink cái ăn nó rất là no từ hôm trước rồi, để tránh tình trạng là chưa trịch đã thịt luôn. Con đực này nó chỉ có nghĩa vụ là trịch con cái và sau đó nó cũng chết đi thôi, cho nên là trịch con cái xong cho con cái ăn cũng được. Nhưng mà mình thì mình chưa làm phối nhện bao giờ các bạn ạ. Ngày trước mình cũng chỉ chơi thôi. Mà ngày xưa mình có 10 con nhện thì 10 con nhện là chỉ 9 con nhện là được rồi, cho nên là đợt đấy mình cũng chưa biết cảm giác phối nhện nó như thế nào cả. Và bởi vì nhện cái mà to là đắt lắm. Phối đây, trịch đi. Ê. Đây, 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 nó đang, ui chết rồi. Ôi, cắn, cắn, cắn. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ê. Cắn một phát đau vãi. Thôi sao con được rồi, bị ngoạm rồi. Đúng rồi, một phát đau vãi nghe thấy cạch 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 luôn mà. Kiểu như cái răng của nó ngoạm vào mai con đực ấy. Còn cái khác nó cũng to các bạn ạ. Con nhện đực này mình cảm giác là nó khổ vãi. Con cái khác cũng to. Nhưng mà mình cũng chả làm phối nhện bao giờ, cho nên là với cái này mình hơi lóng ngóng. Ây da. Vào đây, vào đây. Quay đây. Ủa, nó đá lông. Con nhện đực này nó sợ rồi. Nhưng mà ra móc rồi mà. Con ra móc ở đây ở đầu chân này. Phối rồi chết đi chứ còn gì nữa. Trời ơi. Cái sứ mệnh của mày là như thế rồi. Nào, thử con này xem nào. Sợ con kia rồi thì ra con khác đi. Có hai bà vợ cho mày chọn cơ mà. Nó sợ các bạn ạ. Cái nào nữa để mà cho nó phối nhau, quả vừa lẽ cắn nhau kinh vãi, nó nghe nó cạch một cái. Bọn này phối thì thường đẻ ra rất là nhiều trứng các bạn ạ, lên đến hàng trăm hàng nghìn quả trứng luôn, cho nên là khi mà phối con này xong thì nếu mà đẻ trứng và trứng nở ra thì nó có quá nhiều con baby luôn, và tất nhiên là sẽ không nuôi hết được bởi vì mình sẽ không đủ dụng cụ các thứ để nuôi từng con baby một. Cho nên là chết đi cũng khá là nhiều, nhưng mà nói chung là bọn này giá, còn bởi vì là nó rất là dễ sinh sản và dễ nuôi, cho nên là giá nó khá là rẻ, kiểu sinh sản nhiều ấy,
giá bọn này có khoảng tầm 100.000 một con sờ linh thôi, là size baby bé tí. Còn size to thì tất nhiên là nó sẽ đắt rồi, bởi vì nuôi nó mấy năm cơ mà. Vào đi, không vào à? Vào trịch chứ. Vào trịch nó đi. Đừng có sợ rồi các bạn ạ. Thường thì cho phối thì nó sẽ con cái nó vừa mới, tôi hỏi chuyên gia ấy, thì cho phối thì con cái thường nó sẽ kiểu vừa mới lột xong thì phối nó dễ đậu. Còn cái này thì bọn này mình chả nhớ là nó lột từ bao giờ nữa, cho nên là mình cứ phối bừa rồi con đực nó cũng ra móc, ra móc nó cũng gần chết rồi. Cho nên là thôi mình cứ cho vào phối bừa thôi, ăn thì ăn, không nên ăn thì thôi. Đó. Kể cả phối có thành công chăng nữa thì tôi nghĩ là tôi cũng không bán đâu. Đem thì tặng cho ai lấy thì lấy. Nó nhiều quá mà nó rẻ quá ấy, mình cũng lười ấy các bạn. Ui, tôi. Nó ăn luôn con cân được rồi. Nó ăn luôn con đực rồi mọi người. Nó ăn luôn con đực rồi. Đúng là nhện nhện tinh của Khang. Mà được cho con nhện định thử phối cái. Nó thịt con được rồi. Mình đỡ xử lý nào luôn. Nói chung là đây là trải nghiệm khá là hay trong cái cuộc đời mình. Đấy là kiểu gì. Đang cho nó trịch nhau cùng con cái đó, nó thịt luôn con đực rồi. Con đực nó dễ chết rồi. Thôi coi như là làm feeding cho con cái vậy. Chả hiểu có gì. Hay là do lệch size to quá nhỉ? Hay như nào nhỉ? Chả hiểu. Nói chung là chắc là lần sau mà có cơ hội nữa tôi sẽ thử cho nó phối lại sau. Mình thì cũng nuôi nhện để sưu tập để trưng bày thôi, nhưng mà mình cũng không tìm hiểu sâu về các bọn nhện này. Mình cũng đi hỏi người ấy rồi mà mình cũng cho ăn no rồi mà. Thế mà nó vẫn thịt các bạn ạ. Thế là kiểu gì? Mà con đực là yếu đuối quá. Nó chả làm gì được con cái cả. Chả có kiểu bình thường con đực nó sẽ dùng hai chân trước của nó để nó đẩy con cái, đẩy chân con cái lên để ngửa con cái ngửa bụng ra. Sau đó con đực nó sẽ dùng cái hai cái chân ở gần mồm ấy để nó bắt đầu rót cái trung tình vào trong người con cái để thụ thai. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi không thể lường trước được. Nó đã ăn được chồng của nó. Nó tuyển chồng về cho mày, chuyển phò mã về mà nó lại thịt như thế này. Các lần đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đây là một con nhện có 8 cái chân. À không, 16 cái chân. Bình thường nhện các bạn có thể thấy là con nhện này bình thường nó sẽ chỉ có 8 cái chân thôi đúng không? Nhưng mà không, ở đây chúng tôi có một con nhện có 16 cái chân ở đây. Tôi đã kêu gọi anh em để hỏi thăm cách phối nhện như thế nào, nhưng mà tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho cái buổi quay hôm nay rồi. Nhưng mà nó, con này nó không thích lấy chồng hay sao ấy các bạn ạ. Nó không thích bị trịch mà nó quay ra nó ăn con chồng của nó. Nói chung là mình cũng đã từng nhìn thấy cái cảnh mà nhện cái nhện được phối với nhện cái rồi. Nhưng mà cái cảnh này thì đúng là chưa bao giờ luôn. Trông cũng khá là hay ho, mặc dù là mình cảm thấy rất cái thế đéo nào ấy. Các bạn đừng nhìn thấy tôi cười này thôi, nhưng mà tôi đang đau lòng. Con nhện đang giật chân của nó ấy. Ui, khổ vãi. Đang bảo cứu tao, cứu tao. Đấy, nó giật cái chân trước của nó, nó bảo cứu tao, mọi mày ơi. Đây là một cái đặc tính khá là mẫu quyền của bọn nhện này. Thì các bạn có thể chưa biết thì bọn nhện được bọn nhện cái nó sẽ sống được khoảng tầm mười mấy, 15, 20 năm gì đấy. Nói chung là trên 10 năm. Nhưng mà nhện được nó chỉ sống được khoảng tầm 5 năm thôi. Cho nên là khi mà đủ tuổi sinh sản các thứ mà nó ra móc để nó có thể phối con cái thì chắc là cùng lắm nó phối được một vài lần, và cuối cùng là nó hẹo thôi, mà có khi là chỉ phối được có một lần đấy. Nên là con nhện đực thì nó thường số phận rất là hẩm hiu, kể cả trong giới chơi bò sát hay là trong tự nhiên đều thế. Trong tự nhiên thì dễ bị nhện cái ăn, mặc dù nó làm cho con nhện cái nó sung sướng. Nhưng mà trong cái giới chơi bò sát thì nhện đực thì thường chỉ được săn đón để làm con một cái gọi là cái được phối giống thôi. Nghe nó nhục nhã vãi cả trường. Trong khi các con bò sát hay là chó mèo thì đấy có thể bò sát đi, trong các con bò sát thì các bạn có thể gọi là cực kỳ muốn sở hữu một con, ví dụ một con Yvu đực hay là một con
kỳ đà đực ở đấy, bởi vì là khung người các thứ nó rất là đẹp, nó rất là to, rùa các thứ. Và nếu mà các bạn muốn cho nó phố thì các bạn chỉ cần mua thêm con cái thôi, vì con cái thì thường nó xấu hơn và nó rẻ hơn. Nhưng mà không, ở đây thì nhện cái nó có giá rất là nhiều và nhận được nó rất là đoàn thọ. Nói chung là cái bọn nhện được thì số phận rất là hẩm hiu. Khổ thân nhện, chúng ta hãy thử đặt việc địa vị của mình vào với là con nhện được xem. Sống vất vả đến lớn, khi lớn thì thấy kiểu như là chủ nhân thấy nhận được thì sẽ kiểu hắt hủi bán lại dành cho ai mà muốn phối, còn mình thì không muốn nuôi đâu, bởi vì nuôi được một thời gian ngắn nữa là nó chết rồi, thì cứ để bán lại cho người ta để cho người ta phối cho nó có ích. Đó. Cho phối xong mà có khi không phối được, còn bị con bạn đời của mình nó ăn thịt, nó thịt thẳng căng luôn. Đây, con này nó không dễ nữa rồi, chán vãi. Thế là hôm nay thay vì cái cảnh cho nhện tinh hịch nhau thì chúng ta còn gặp cảnh nhện thịt nhau. Ok, thì chào mọi người, tạm biệt theo mọi người trong những clip sau nhá. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Mong là lần sau sẽ có cái cảnh nhện chỉnh nhau thật cho các bạn xem. Tạm biệt.